Nhung xin chào quý anh chị em và các bạn. Hôm nay Nhung làm khô bò cay từ bột mì. Bạn nhìn nó hấp dẫn và ngon nè. Rất nhanh luôn các bạn. Nướng trong vòng 10 phút rồi. Ăn rất ngon. Nếu các bạn thích cái món này, cùng vào thực hiện Nhung nha. Giờ mình sẽ ăn thử này các bạn. Rất là ngon luôn. Dễ làm lắm. Mà nhanh nữa. Mời các bạn nha. Ngon quá. Nguyên liệu gồm có ở đây là cái bột mì số 550. Nhung làm bột và làm bánh mì á, làm thành mì căn là Nhung dùng cái bột mì đó là 800g, thì Nhung làm thành căn đó là 500g. Đây là bột năng, lát mình sẽ dùng ở đây là 50g. Bột ngũ dị hương, bột nở, sả, nhưng sẽ dùng ở đây là 50g sả. Thì tất cả gia vị ở đây là hành khô, lát nữa mình sẽ cho vào công thức nha các bạn. Đây là ớt bột luôn, gừng. Giờ Nhung sẽ căn thử cái mì căn này các bạn. Là khoảng chừng 400-500g thôi. Giờ trước tiên Nhung sẽ cho bột mì căn vào đây. Cho sả. Giờ Nhung sẽ căn bột năng 50g. Nhung sẽ dùng 1 muỗng cà phê bột tỏi. Nhung sẽ dùng 1 muỗng cà phê bột hành, 1 muỗng cà phê bột gừng, 2 muỗng cà phê bột nêm. Tùy thích các bạn nêm nếm nha. Các bạn thích ăn cái gì thì nêm nếm vào đó. Nhung mới cho công thức như vậy thôi ha. Đây là bột nở, Nhung sẽ cho 1 muỗng cà phê. Nhung sẽ cho 1 muỗng cà phê đường cát, 1 muỗng cà phê muối. Giờ Nhung sẽ cho ở đây là 3 muỗng cà phê ớt bột nha các bạn. Mình tạo cái màu cho nó đẹp. Nếu các bạn thích cay thì các bạn cho cay. Nhưng Nhung có cho ớt khô ở đây là 2 muỗng cà phê nha các bạn. Tùy theo các bạn thích cay và không cay nha. Nhưng mà cái này nó không cay lắm nha. 1 muỗng dị hương, Nhung sẽ cho nửa muỗng cà phê. Nhung chuẩn bị xay nha các bạn. Giờ Nhung cho ra tô nha. Các bạn cho chút xíu dầu ăn vô đây nha các bạn. Cho vào bao đây. Rồi các bạn lấy cái cán mình cán nha các bạn. Các bạn cán nó vừa tới cái miếng này nè các bạn. Tới cái miếng như vậy là được rồi đó. Cán mỏng mỏng như vậy thôi. Giờ Nhung nó cân thử là một cái miếng nó được bao nhiêu nha các bạn. Khoảng gần 100g. được 6 cái nha. Sửng hấp các bạn, mình để hết lần một luôn nha. Cái này cái kia. Bây giờ Nhung sẽ hấp nha các bạn. Nếu mà các bạn mà không có cái lò hấp á, các bạn cứ cho vào lò, cái lò vi sóng cũng được, khoảng chừng 2 đến 3 phút. Nếu các bạn làm ít á cũng được nha. Nhung có làm thử qua rồi. Bây giờ Nhung có bắt cái sửng lên này các bạn, hấp trong vòng khoảng chừng 20 phút nha. Bây giờ mình đã hấp 20 phút xong rồi các bạn. Mình nghiêng cái sửng cho nước nó chảy ra, có cái bao đó không có sao hết. Giờ mình đem cho nó nguội nha các bạn. Bây giờ khô bò cay của mình đã xong rồi này các bạn, nó nguội rồi. Nó hấp dẫn quá nè, thơm lắm các bạn, có mùi sả, gia vị trong đây thơm dễ sợ luôn nè. Để hai miếng này chồng vô, cắt luôn. Đây là cái miếng kho bò của mình nè các bạn. Nhung không có xơi mà cũng không có sấy luôn nha các bạn. Nhung cắt ra thôi, cắt ra để bên ngoài đó, để chừng khoảng một đêm là nó sẽ khô tự động vậy nè, nó mỏng vậy nè các bạn. Rất là ngon nè, dễ làm lắm. Thì mình nướng một lần một á, thì mình cứ cho vào cái bếp mình nướng lần một nha. Mình cho qua đây. Bây giờ Nhung bắt nó lên cái lò nướng này các bạn. Nhung sấy trong vòng khoảng chừng 10 phút thôi. Mình sấy hết lần một. Và nóng trên nóng dưới luôn. Nhung để là 150 độ. Đây là Nhung để ở đây là 150 độ nha các bạn. Thì tùy theo cái bếp đó, các bạn có thể 100 đến 110. Mình để nó đầu tiên mình để 150 đi, canh 10 phút. Mình để nó 10 phút rồi các bạn. Mình tắt bếp. Đây cái dĩa khô bò cay của mình đã xong rồi các bạn. Nướng trong vòng 10 phút là có ăn ngay. Giờ mới cho tương ớt nữa các bạn, hồi sinh. Mình cũng cho tương ớt vào luôn. Bây giờ khô bò cay mình đã xong rồi các bạn. Ăn với tương ớt rất là ngon luôn. Bây giờ Nhung xin dừng video tại đây nha. Nhung hẹn các bạn video kỳ tới. Nhung chúc các bạn thành công mọi việc nha, được sức khỏe dồi dào, tâm thanh an lạc. Xin chào.